Bảo Ngọc, Ngọc Thảo chấm thi người đẹp tài năng Hoa hậu Việt Nam 2022. Xuất hiện trên ghế giám khảo, cả hai người đẹp tiếp tục khoe nhan sắc xinh đẹp quyền lực. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2022 đang dần tiến về đích và cô gái xứng đáng với chiếc vương miện cao quý sắp lộ diện. Phần thi người đẹp tài năng của Hoa hậu Việt Nam 2022 vừa được diễn ra chiều ngày 21 tháng 11. Người đẹp tài năng là phần thi quan trọng nằm trong khuôn khổ Hoa hậu Việt Nam, nơi các thí sinh thể hiện được những năng khiếu của bản thân. Phần thi người đẹp tài năng quy tụ dàn ban giám khảo quyền lực gồm phó trưởng ban tổ chức, nhà báo Vũ Tiến, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, tổng đạo diễn Hoa hậu Việt Nam 2022, Hoa hậu Liên lục địa Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng đại sứ cuộc thi Á hậu Ngọc Thảo. Ngoài ra, cuộc thi còn có giảng cố vấn chuyên môn, đạo diễn giàn Dựng Tuấn Bi Trần, đạo diễn kết quốc Hưng Phúc. Xuất hiện trong hai bộ cánh lộng lẫy, Hoa hậu Bảo Ngọc và Á hậu Ngọc Thảo là điểm nhấn cho sự tươi trẻ ở hàng ghế giám khảo. Hai nàng hậu tích cực đưa ra những lời động viên khích lệ tinh thần giúp các thí sinh giữ vững tinh thần và thực hiện tốt phần thi của mình. Không chỉ xinh đẹp, dàn mỹ nhân của hoa hậu Việt Nam năm nay có trình độ ngoại ngữ đáng ngưỡng mộ. Nhiều cô gái có điểm IELTS rất cao tới 8.0. Một số thí sinh có thể giao tiếp thành thạo bằng hai ngoại ngữ. Cuộc thi năm nay không chỉ đề cao nhan sắc mà còn coi trọng tiêu chí kiến thức của các cô gái. Người giành được vương miện chắc chắn phải hội tụ đầy đủ các yếu tố này. Các người đẹp hiện đang trong quá trình tập luyện các kỹ năng kết quốc, tạo dáng, giải phóng hình thể, phong thái để chuẩn bị cho đêm trung khảo toàn quốc. Đêm trung khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 sẽ được diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26 tháng 11.